Kính chào quý thính giả, đây là Hương Nghi từ tỉnh Bình Minh. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 7 2016. Sau đây là bài bình luận của Nguyễn Gia Kiển. Trước một họa diệt vong. Hương Nghi xin chào đón một ngày đầu tuần an lành. Chúc quý thính giả thật may mắn. Điều mà chúng ta cần khẩn cấp là một tổ chức xã hội dân sự chỉ nhắm một mục đích duy nhất là bảo vệ môi trường với ba mục tiêu cụ thể lớn là đòi đóng cửa nhà máy thép Phong Mô Sa Vũng Áng, đình chỉ dự án bô xít Tây Nguyên và dự án xây các lò điện nguyên tử. Không thể để cho sự xúc động và phẫn nộ sau thảm họa Phong Mô Sa lắng xuống. Đó đã là sự thức tỉnh phải có, dù muộn, trước một họa diệt vong đã liên tục sừng sững đến từ vài thập niên qua, nhưng chúng ta vẫn cố tình làm ngơ. Sự hủy hoại nhanh chóng một cách đáng sợ của môi trường sinh sống. Cuộc biểu tình đầu tiên ngày 1 tháng 5 sau khi biển miền Trung bị nhiễm độc, làm cá gần như chết hết đã chỉ quy tụ khoảng 10.000 người trên cả nước. Những cuộc biểu tình sau đó còn thừa thớt hơn và bị giải tán không chút nể nang. Đáng lẽ một thảm họa với tầm vóc và mức độ nghiêm trọng như thế đã phải tức khắc làm nổ bùng lên khắp nơi những cuộc biểu tình liên tục của hàng triệu người. Thảm họa này đã và sẽ còn cướp mất nghề sinh sống của nhiều triệu người trong các ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, sản xuất và muối, nước mắm, du lịch, khách sạn, nhà hàng. Nghiêm trọng, nó còn đe dọa sức khỏe và tính mạng của nhiều người đã sẽ tiêu thụ thực phẩm nhiễm độc. Nó còn có thể để lại những di hại không lường trước được cho tương lai, những trẻ thơ dị dạng và trì độ. Tuy vậy, sau gần 3 tháng chính quyền Cộng sản vẫn chưa công bố một giải thích chính thức nào, chưa nói những biện pháp cứu trợ các nạn nhân và ngăn ngừa một thảm họa mới. Và dĩ nhiên, cũng không một lời nhận lỗi với nhân dân. Dù ai cũng đã biết thủ phạm của thảm họa môi trường chưa từng có này là công ty Formosa, và nó đã xảy ra do cách quản lý đất nước cực kỳ tồi tệ và vô trách nhiệm của chính quyền. Tất cả những gì chính quyền này đã làm là đàn áp những người biểu tình bày tỏ một cách rất ôn hòa hoặc một quan tâm rất chính đáng trước biến cố vô cùng nghiêm trọng. Tai họa đã rất kinh khủng và cách ứng xử của đảng Cộng sản cũng kinh khủng không kém. Họ không tự coi là một chính quyền Việt Nam mà như một lực lượng chiếm đóng và thống trị không có bổn phận nào với nhân dân Việt Nam cả. Ý thức về môi trường chưa đủ mạnh. Nhưng tại sao phải phản ứng của dân Việt Nam lại yếu như thế? Giải thích đầu tiên là sự hung bạo của chính quyền Cộng sản. Họ không cho phép người dân có quyền bày tỏ thái độ nào khác ngoài cúi đầu. Điều này chúng ta đã biết, nhưng đó không phải là lý do chính. Nhân dân Việt Nam không đến nỗi khiếp nhược như thế. Họ chỉ chưa được động viên đến mức thôi. Và nếu nhân dân Việt Nam thực sự quyết tâm bày tỏ sự phẫn nộ, thì đảng Cộng sản cũng bất lực. Họ biết là họ hoàn toàn sai và cũng không thể đi đến tận cùng của sự hưng bạo. Lý do quan trọng hơn nhiều là ý thức về môi trường của chúng ta chưa đủ mạnh. Điều này, anh em tập hợp dân chủ đa nguyên chúng tôi đã có thể nhận thấy. Từ vài thập niên qua, trong các dự án chính trị liên tục được cập nhật, chúng tôi đã là tổ chức chính trị duy nhất coi môi trường là vấn đề quan trọng hàng đầu. Nhưng chúng tôi đã chỉ lôi kéo được một sự chú ý rất khiêm tốn. Trong dự án chính trị khai sáng kỷ nguyên thứ hai, phát hành ngày 5 tháng 5 2015, chúng tôi đã nhấn mạnh ba nguy cơ nghiêm trọng nhất của đất nước là tham nhũng, sự hủy hoại của môi trường và sự lệ thuộc Trung Quốc. Trong đó, tham nhũng được coi là nguy cơ lớn nhất, vì ngoài những tác hại khác, nó góp phần quyết định hủy hoại môi trường và khiến chúng ta ngày càng lệ thuộc Trung Quốc. Như vậy, môi trường tự nó là nguy cơ lớn nhất. Và chúng tôi đã nói với lời lẽ thống thiết. Đất nước trước hết là đất và nước.
Nếu đất nước cằn cỗi và ô nhiễm đến độ không còn sinh sống được nữa, thì chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau. Chúng tôi đã hầu như không nhận được một bình luận nào, dù tán thành hay phản bác. Ngay trong vụ Formosa cho đến khi thảm họa xảy ra, đã chỉ có những bạn phản biện về những đặc ân quá lớn dành cho Formosa so với các nhà máy thép trong nước hoặc về lợi ích kinh tế của dự án. Không ai nói đến môi trường, mặc dù sự ô nhiễm đáng sợ gây ra bởi các nhà máy thép Lào Cai và Hòa Phát không còn là một bí mật với bất cứ ai. Chính quyền có một số viện nghiên cứu ít nhiều liên hệ tới môi trường, nhưng họ hoàn toàn không có ảnh hưởng nào trong chế độ công an này. Ngoài ra, cũng có cả một bộ tài nguyên và môi trường với 4 tổng cục, 10 cục và nhiều vụ, nhưng bộ này hoàn toàn vô tích sự, chỉ có để làm đồ trang sức thôi. Khi xảy ra vụ cá chết, họ không biết gì và cũng không làm gì. Vì phát giác công ty Formosa xây đường ống xả thải ngầm dài 1,5 km, đường kính 1,4 km, khi xảy ra dưới biển vụ việc là do cá chết, họ không biết thứ gì trưởng và cũng nói không rằng làm gì. Formosa xả thải thẳng xuống biển là phát giác công ty Formosa để xây đường bộ ống xả thải ngầm nói dài rằng 1,5 km, đường kính 1,4 m dưới biển là do ngư dân. Thứ trưởng nói rằng vì Formosa xả thải thẳng xuống biển là hợp lệ, để rồi bộ trưởng lại nói rằng Formosa làm như thế là phi pháp. Tại sao phi pháp mà trong cả năm trời khi Formosa thiết lập đường xả thải này, Bộ Tài nguyên và Môi trường không hề biết? Vì không hề có quyền giám sát, như thế thì bộ này có để làm gì? Rõ ràng môi trường cho tới nay không phải là quan tâm của nhiều người, trong cũng ngoài chính quyền. Mặc dù chúng ta là một đất nước hẹp người đông và do đó môi trường làm sạch đáng lẽ phải được dành quan tâm lớn nhất. Hơn nữa, mọi người đều biết môi trường đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Sông không còn cá, hạn hán kế tiếp ngập lụt, người thành phố ra đường phải đeo khẩu trang. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả Thiên Bình Minh vào ngày mai. Hy vọng một ngày thật đẹp sẽ đến với quý vị.